Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán có cái diện tích trên sổ đỏ từ 30m² và chỉ từ 600 triệu đồng là mọi người có thể sở hữu cho mình một cái căn nhà 4 tầng khang trang hiện đại. Hôm nay thì em Ánh đang đứng trước một cái dự án mới của chủ đầu tư gửi bán của bên em. Đó, mọi người có thể nhìn thấy luôn, được thiết kế là 4 tầng và diện tích nhà là 30m. Giá chào bán căn này là 1.880.000.000 đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng và đã có sổ đỏ riêng biệt. Hôm nay em đang đứng trước vị trí của căn nhà đây, mời mọi người ngắm cùng em nhé. Vị trí cửa chính của ngôi nhà đã được thiết kế 2 lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính kéo mọi người nhé. Đó, đều có chốt an toàn của các cửa kính rồi. Mời mọi người tiến vào phía phòng khách của căn nhà cùng em. Đây chính là phía phòng khách của căn nhà. Đó, mọi người nhìn đúng không ạ? Đều được thiết kế và trang trí rất là chỉnh chu, đầy đủ, tinh tế. Giấy dán tường cũng như là trần phào, thạch cao, hệ thống đèn LED cũng như là sơn, bả và gạch đều đã được thiết kế đầy đủ xong hết rồi. Ngôi nhà này mọi người chỉ việc xách vali về và ở thôi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Đây là phía vị trí phòng khách của căn nhà. Phòng khách của căn nhà là được thiết kế một chiếc quạt trần. Đó. Và đây em hướng mọi người vào phía phòng bếp nhé. Phòng bếp của căn nhà đây được thiết kế rất là hiện đại và tinh tế. Được ốp đá đây, ốp đá minh long rất là đẹp. Và đây là tủ bếp của cái căn nhà này. Tủ bếp này là được bằng gỗ sồi mọi người nhé. Và hệ thống sen và hệ thống chậu rửa cũng như là vòi rửa là được làm bằng inox 304, hàng nhập khẩu rất là đẹp và chắc chắn. Phía tầng 1 của cái căn nhà này là có nhà vệ sinh. Đây, mọi người có thể quan sát luôn. Nhà vệ sinh là được lắp đầy đủ vòi xịt cũng như là bồn cầu và có hệ thống máy bơm tổng cho toàn bộ ngôi nhà mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng lên phía tầng 2 căn nhà cùng em. Đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Mặt bậc được là lát đá granite hàng loại 1 và tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ trò rất là đẹp. Xin mời mọi người tiến lên phía tầng 2 của căn nhà cùng em. Tầng 2 của căn nhà được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây, phòng ngủ, đây chính là phía phòng ngủ tầng 2 của căn nhà này. Phòng ngủ tầng 2 được lát gỗ, được ốp gỗ, gỗ công nghiệp mọi người nhé. Đây là phía cửa sổ hướng ra phía bên ngoài với cái hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát, rất là thoáng. Đây ạ, phía cửa hướng ra bên ngoài đây để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong ngôi nhà này. Thì cái lớp cửa này là làm bằng 2 lớp, lớp ngoài là cửa kính Việt Pháp và bên trong là nhôm hệ inox nha mọi người. Đây, toàn bộ phía phòng ngủ của tầng 2 được thiết kế rất là rộng, cũng được trang trí đèn ngủ cũng như là đèn trang trí, đèn LED rất là hợp lý đúng không ạ? Và đây, mời mọi người hướng ra phía nhà vệ sinh tầng 2 của căn nhà này. Nhà vệ sinh tầng 2 của căn nhà rất là rộng, được lắp đặt đầy đủ hệ thống sen tắm, bồn cầu, lavabo và gương. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng mọi người nhé. Xin mời mọi người lên phía tầng 3 của căn nhà cùng em. Vị trí tầng 3 của cái căn nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng được thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nhé. Chỉ là ở trên này thì lát đá, lát gạch granite 60-60 và cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Vị trí của cái căn nhà này cách công viên âm nhạc, cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ 500m và cách điểm xe buýt là 300m thôi mọi người ạ. Quanh đây đầy đủ tiện ích chợ, đường, phường, trạm, rất là tiện cho một hộ gia đình sinh hoạt. Đây chính là phía nhà vệ sinh tầng 3, phòng vệ sinh đây, rất là đầy đủ mọi công năng.
Xin mời mọi người phía hìa lên tầng 4 cùng em nhé. Đây chính là phía tầng 4 của căn nhà này. Tầng 4 của căn nhà này được thiết kế gồm một phòng thờ. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà. Và có một ban công hướng ra bên ngoài để làm sân phơi quần áo mọi người nhé. Đây chính là phía sân phơi quần áo. Em xin nhắc lại với mọi người nhé, diện tích của căn nhà này 30m và giá chào bán là 1.880.000.000 đồng. Vị trí ở tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất là gần khu đô thị Đô Nghĩa. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận được thêm nhiều thông tin bất động sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.